Hello, hello, xin chào mừng các bạn đến với vòng xoay khủng long. Wow, 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 và có một con Giganotosaurus đang gầm gừ để chào mọi người đây. Đó, và Giga chào chúng ta bằng một tiết mục quấn dẻo nha các bạn. Rất là tuyệt vời luôn đó. Rồi, và bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu vòng xoay thế nào. Ta-da! Rồi, vòng xoay bắt đầu đây. Ôi, không biết là sẽ dừng lại ở đây. Chính là ô màu xanh lá cây. Rồi, chúng ta cùng nhau xem thử nha. Ô xanh lá cây này sẽ cho ra con khủng long gì đây. Rồi, chiếc đũa phép thuật của mình sẽ đục một cái lỗ đây và mở ra thôi các bạn. Đó, rồi các bạn ơi, chuẩn bị chào đón đây nào. Ô, và đó là con Quetzalcoatlus đây nè. Đấy, rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Wow. Con Quetzalcoatlus này có cái đầu màu xanh rất là to. Rồi, tiếp theo đây nữa là một con khủng long bay với cái đầu đuôi cá rất là đẹp. Đấy, quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Rồi, và đây chúng ta cùng nhau chào đón, đó là con Quetzalcoatlus xíu to. Wow. Ok, và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nào. Và đây dừng lại ở một cái ô màu cam rồi. Vậy thì chúng ta cùng nhau xem nha các bạn ơi. Coi là cái ô màu cam này thì sẽ cho ra được con khủng long gì với chúng ta đây. Ôi, mình thấy rồi, một cái đầu khủng long rất to đây. Và đây chính là con khủng long Cacharodontosaurus tuyệt đẹp đây kìa các bạn ạ. Wow, và toàn là những cái răng sắc nhọn không nha. Và cái đuôi kìa, cái đuôi rất to khỏe. Wow, một cái đôi mắt màu đen rất là đẹp nha các bạn. Wow. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Rồi, và xuất hiện đây chính là một bầy khủng long Cacharodontosaurus nè. Ok, và bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Rồi, đâu rồi, đây, ô màu vàng này đấy các bạn ạ. Ta-da, và cùng nhau xem thử cái nào. Xuất hiện đi nào hỡi chú khủng long bên trong cái ô màu vàng này. Wow, và đó chính là con khủng long Allosaurus các bạn ơi. Một con Allosaurus với cái màu xanh neo rất là nổi bật. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy, con này cũng có những cái răng cực kỳ là sắc nhọn cái kia. Ta da da. Wow, và đây những con Allosaurus đẩy cửa chúng ra luôn. Ui, rất là ghê các bạn ơi. Còn chúng bước ra từ trong cánh cửa của công viên khủng long Jurassic World. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nào. Còn tới hai màu đỏ nữa nha. Và ô bí mật ư? Không phải là ô bí mật rồi. Và đây, chúng ta hãy cùng nhau mở ra nào cái ô màu xanh dương này nha. Ta-da!
Rồi, xuất hiện đấy rồi, một con khủng long Spinosaurus màu nâu. Wow, nó đang mắc kẹt trong đây nè các bạn ạ. Wow. Đấy, nó có thể bơi được cả ở dưới nước và chạy trên bờ luôn nha các bạn. Cái miệng rất to và dài luôn kìa. Sara ơi, bắt màu cam đẹp quá nha. Và đây thì là một con Spinosaurus rất khác, nhưng cái con này có hai cái màu quay trên lưng rất đẹp, đó là màu xanh và màu hồng kìa. Wow. Quá là tuyệt vời luôn. Ui, con này thì có đôi mắt màu xanh lá cây à? Và cái miệng của nó cũng rất là nhiều răng sắc nhọn luôn. Đấy, 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 đấy. Ô, và con Spinosaurus xanh lá cây này từ đâu bước ra, quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ chúng ta còn lại nguyên một hình tròn màu đỏ luôn. Và đây, dừng lại ở đây là cái ô màu đỏ và có con khủng long trong đây. Đấy. Rồi, các bạn ơi, có đoán ra được là trong đây sẽ có con khủng long gì không? Rồi, 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 bà đang chui ra, đó là con khủng long T-Rex của chúng ta đây rồi. Wow. Con T-Rex màu xanh lá cây với cái bộ da tuyệt đẹp nha các bạn. Đấy. Con này có cái đầu cũng rất là đẹp luôn. Wow. Và những cái răng rất to nha các bạn, và bộ da sần sùi như là khủng long thật vậy đó. Quay, và hai con T-Rex đang đánh nhau ư? Wow. Hai con này rất khỏe. Rồi, bây giờ cuối cùng chúng ta chỉ còn lại đây, đó chính là ô bí mật mà thôi. Rồi, cùng nhau xem nha. Trong một bí mật ngày hôm nay sẽ cho ra con khủng long gì cho chúng ta xem. Và đây chỉ là một con Coelophysis rất là đẹp. Wow, con này có bộ da căng bóng và rất nhỏ nhắn, đáng yêu. Wow, rồi đến đây là thì một con khủng long Maya sầu ra. Rồi, ô bí mật này còn cho ra cái gì nữa không ta? Ôi, đây là một con Nigersaurus, một con khủng long rất ngộ nghĩnh. Ồ, sao hôm nay cái ô bí mật này cho ra toàn những con khủng long trông rất là mắc cười các bạn ạ. À, rồi, đây như là con Rhinosaurus cũng rất mắc cười luôn. Quá là hay luôn ha. Rồi, vậy là ô bí mật này chúng ta có bốn con khủng long mắc cười. Và rồi đấy các bạn, vòng xoáy không gian đưa chúng ta qua bên này. Và đến đây thì gặp rất nhiều những con khủng long hung dữ. Wow, đây là một chú khủng long Giganotosaurus đây nè các bạn ơi. Có cả khủng long Giganotosaurus mẹ nữa kìa. Và có một con Spinosaurus đầu đỏ rất to. Và đây là con khủng long T-Rex con. Wow, cái con khủng long T-Rex khổng lồ này nữa nè các bạn. Và bọn chúng đang nằm đè lên những cái con khủng long nhỏ khác.
vào sau ghế thế ta? Đấy, rất là nhiều khủng long luôn này các bạn ơi. Ôi, vào qua đây. Oh, có một con chó, chú chó rất đáng yêu. Vào, chú chó mặc cái áo màu xanh. Hello, hello, hôm nay đến đây chơi với khủng long à. À, không, không, không. Chú chó ấy đến đây để chơi cùng chúng ta. Yeah, yeah. Và đây là những chú khủng long rất tuyệt vời. Oh, một con Therizinosaurus với những móng tay rất dài kìa các bạn ơi. À, con này nhìn như là nó có cái mỏ dài dài cứng cứng đó ha. Oh, và đây con Therizinosaurus thực thụ đang bước ra. Wow. Còn đây là một con Bachycephalosaurus, một con khủng long đầu búa tròn vo nha. Oh, con này có cái đầu rất tròn và rất mắc cười. Ôi chà ơi, con có những cái gai gai trên người nó luôn, rất là hay. Wow. Rồi tiếp tục nào, đây thì là một con Gigantosaurus. Gigantosaurus có những cái răng nhọn nhọn và đôi mắt màu vàng cực kỳ đẹp luôn kìa. Wow, con này là con Gigantosaurus gầy còn chớt xương. Wow, con này có những cái gai trên lưng quá trời luôn. Còn tiếp theo là chú khủng long Dimetrodon với cái vây cam tuyệt đẹp đây nè. Wow, cái vây cam rất nổi bật, rất to luôn các bạn. Con này có thể bơi được cả dưới nước, rất giỏi luôn đó. Oh, và đây một con Giganotosaurus phiên bản hung ác nữa nè. Wow, rất là ghê các bạn ạ. Wow, cái miệng nó còn dính chút máu này các bạn, có lẽ là nó mới vừa đi săn trở về đó. Rất là ghê luôn. Và tiếp theo chúng ta cùng gặp ở đây là một con khủng long mạo kiếm. Có cái mạo kiếm màu nâu rất to và nó có cái sọc lưng màu cam rất đẹp. Wow. Ôi, đây là con Nigersaurus màu xanh lá cây. Rất là đẹp kìa các bạn ơi. Đấy, con này có cái cổ dài quá ha. Wow. Đấy, và những con Nigersaurus sẽ bước ra đây cho chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng ha. Cái gương mặt rất là mắc cười. Và rồi tiếp theo nữa nên là chúng ta đang có một con khủng long Elasmosaurus với những cái vây bơi rất là to. Kìa, đây là con Megalosaurus cơ mà. Đây là một loài khủng long cực kỳ quý hiếm đấy các bạn ơi. Đấy, trông nó hơi hơi giống T-Rex ha, nhưng nó có cái tay khá là dài. Quá là đẹp luôn. Đây, rồi tiếp đến là con khủng long này, Sinoceratops. Còn ai nữa ta? Đâu rồi. Wow, một con T-Rex con màu xanh lá cây tuyệt đẹp đấy nè. Rất là đáng yêu luôn.
và đây chính là con khủng long Baryonyx, có cái đôi mắt đỏ, cái người màu cam. Và rồi chúng ta cũng được gặp một con khủng long T-Rex rất là to đây nè các bạn ơi. Wow, cái miệng của nó to chưa? Đấy, con này chắc là ăn nhiều lắm đấy nè. Ấy, con này là một con T-Rex siêu to khổng lồ. Và nó chính là con khủng long T-Rex mẹ của con khủng long lúc nãy. À, rất là ghê. Rồi, và chúng ta cùng gặp tiếp là một anh chàng khủng long Deinonychus. À, một con Deinonychus màu xanh đậm rất đẹp. Đấy, và có cái màu đỏ luôn. Kìa, đây là một con khủng long bay với cái đầu đuôi cá nha. Rồi, và tiếp theo nữa là chú cá mập hơi tiên sử này các bạn. Một con cá mập rất to đây và có nhiều cái vây xung quanh người chứ kìa. Wow. Rồi thì có con Ankylosaurus với một cái bộ giáp gai to tướng lộ sổ trên lưng. Còn tiếp theo là con Velociraptor Blue, một con khủng long Velociraptor rất đẹp và rất nổi tiếng. Trên lưng còn có cái chỗ chúng ta xe được mã gen khủng long luôn nè. Wow. Đây, cái màu xám rất đẹp nha. Nhưng bên này là cuộc chiến giữa Velociraptor và Byroraptor. Hai con này đánh nhau ghê quá ta. Ok, và tiếp theo nha, chúng ta đang gặp một chú khủng long này là đây chính là con Apatosaurus nè. Đây, chú khủng long này tiếp theo là con Dilophosaurus màu xanh lá cây. Kìa, chúng mình được gặp con khủng long Elmosaurus cổ dài, mắt đỏ. Rồi qua đây là con khủng long có hai cái mang đỏ. Cái mang có màu đỏ là con Dilophosaurus này. Nó cũng có cái màu luôn nha các bạn. Và rồi, Spinosaurus cũng có mặt tại đây. Con Spinosaurus cực kỳ đẹp luôn nè các bạn. Và chú chó đáng yêu lại đến đây chơi ư. Wow, không sợ khủng long à. Rồi tiếp tục một chú khủng long T-Rex con rất là to nè các bạn. Đây. Ok, chó rất là hay thích bu vào những chú khủng long quá ha. Một con Maya sau ra với hai cái tay dài phía trước để nó chống tay bước đi. Rồi tiếp theo thì là Sinoceratops màu nâu. Wow. Con này là con trung kiên ngô sao rất tuyệt đẹp đây nè các bạn ơi. Đấy. Rồi qua đây nè, con này là con khủng long Amaga sao rất với cái đuôi cong lên nè. Cái đuôi của nó dài mà nó còn cong lên nữa. Rồi tiếp theo là con Spinosaurus này to hơn con hồi nãy luôn. Và con này đặc biệt là nó còn có cái phần vây lưng màu xanh và hồng kia. Và cái miệng của cái loài này cực kỳ dài luôn nha các bạn. Rất là hay. Ok, rồi tiếp theo nào, chúng ta có con khủng long nhỏ xíu đây. Thì đây chính là một con Coelophysis. Và đây là những chú khủng long Coelophysis đang chạy ra nè. Rất là đông luôn các bạn. Rồi một con chim hồ màu vàng. Đấy.
Xin chào một chú khủng long Indominus Rex con, cực kỳ là đẹp rồi đi nè. Và đây, và đây một con cá mập. Đây, cái con cá mập này có đôi mắt đen rất đẹp nha. À, và đây là một con khủng long cá nô tô rớt cái màu tím tím ha. Ok, quá là tuyệt vời luôn. Ôi, và đây thì là một con Velociraptor. Con Velociraptor rất đẹp. Rồi, và đây là một con Carnotaurus với cái sừng thì dài, ơi là dài luôn kìa các bạn. Đó. Rất là tuyệt vời. Rồi, một con khủng long T-Rex này màu xanh nước biển đây nha. Wow. Rồi, tiếp theo. Đây. Một con Spinosaurus siêu to đi nè. Con này có cái đầu đỏ và cái vây đỏ nha. Wow, bắt đầu cái con T-Rex nó em kẹt với cái con Quetzalcoatlus Atlas rồi. Đây. Con Quetzalcoatlus trước rồi, mình gặp tới cái con T-Rex màu xanh lá cây này. Wow, thì trong cái miệng của nó kìa các bạn ơi, quá trời là răng sắc nhỏ luôn nhỉ ha. Còn con này là một con Elaposaurus màu xanh dương. Và nó đang bơi đấy nè. Những con Elaposaurus bơi rất là hay. Rồi, và chúng ta tiếp tục gặp đây thì là con khủng long Indominus Rex đây nè các bạn ơi. Và đây một con khủng long trông rất nổi bật, nó chính là con Allosaurus màu xanh. Đấy, cái con này có cái màu xanh này ông khá là nổi bật luôn. Và cái con T-Rex đỏ này trông rất là hiếu chiến, cực kỳ ngầu. Và chúng ta cùng nhau xem tiếp nha. Đây thì là một con khủng long Triceratops hay còn gọi là tam giác long nè các bạn. Còn bây giờ đây, qua đây nào, còn có rất nhiều những con giga rất ghê. Và chú chó vẫn chạy quanh đây, nhưng khoan đã, mình đang nhìn đến đây. Đó là con giga ở đây nè các bạn. Đấy, con giga rất đẹp ha. Rồi, và có lẽ là mình nghĩ là mình sẽ chọn một con khủng long tiếp theo thôi. Rồi, các bạn muốn mình chọn cái khủng long nào đây? Thôi chỉ lấy chú khủng long giga to đùng này trước luôn đi. Đấy, rất là tuyệt vời, con giga khổng lồ. Wow. Ok, và tiếp theo cùng gặp là con khủng long này Mosasaurus đây nè các bạn ơi. Con này có cái đuôi cực kỳ là dài luôn. Và cái miệng cũng rất to và dài nữa. Tiếp theo nào, một chú khủng long T-Rex màu nâu với trên người có những cái gai gai. Có lẽ là con T-Rex này nó cũng khá là già rồi các bạn ạ. Đấy.
Wow, tiếp theo là một con Giga nữa. Con này gầm gừ rất là ghê đấy nè. Rồi, tiếp theo nữa nào, chúng ta cùng gặp ai đây? Còn mấy con này rất là khó chọn các bạn ạ. Thôi, mình sẽ chọn con khủng long nổi bật nhất đây đi. Và đây chính là cái con khủng long Triceratops. Wow, rồi tiếp theo là mình gặp con này. Đây chính là một con khủng long Giganotosaurus màu nâu tuyệt vời đây này các bạn nè. Đây, con Giganotosaurus màu nâu này có gương mặt khá là hiền lành phải không nào? Rồi tiếp tục hãy gặp Dimorphodon, một con khủng long bay với cái miệng rất dài và bắt cá rất là giỏi. Đấy, và đây là những con Dimorphodon cho một ngày mới đi săn. Wow. Rồi và tiếp theo một anh bạn khủng long Apatosaurus cổ dài của chúng ta với đôi mắt màu đen và bốn cái chân to ơi là to kìa. Đấy, rồi tiếp tục nào, hãy gặp con này là một con Stegosaurus nha. Đây chính là chú khủng long Stegosaurus với những cái chấm chấm màu cam trên người rất là đẹp và có cả những cái vây dài trên lưng. Ok, và bây giờ là một con khủng long Cacharolotosaurus. Wow. Có một đôi mắt màu đen rất là đẹp các bạn và những cái màu sắc rất là sặc sỡ, màu xanh lá cây, màu cam. Đấy, và những cái sừng thì mọc từ trên đỉnh đầu xuống tới đuôi luôn. Và tiếp theo là một chú hươu cao cổ nha. Một con hươu cao cổ màu cam rất là đẹp và đang vươn cái cổ dài lên. Còn đây thì là một chú khủng long T-Rex con màu xanh nước biển. Đang há miệng ra gầm gừ cái kia. Wow, và tiếp theo chúng ta cùng gặp một anh chàng khủng long Ankylosaurus siêu to với cái bộ giáp cũng siêu to. Còn đây là một con khủng long Dryosaurus này các bạn ơi. Đấy, có cái vây ở cổ. Tiếp theo là con Stegosaurus màu xanh đậm này đây. Và video của chúng ta hôm nay đến đây cũng phải hết rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình để đừng bỏ lỡ những con khủng long mới và những vòng xoay khủng long cực kỳ thú vị nha. Mình vẫn còn Indominus Red. Chào tạm biệt các bạn đây. Bye bye.